Theo thông tin mới nhất tính đến chiều ngày 16 tháng 11, 87 học sinh của hai trường tiểu học ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang bị ngộ độc thực phẩm do dùng các suất ăn trưa tại trường. Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Kiên Giang đã báo cáo ban đầu về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường tiểu học Trần Văn Ơn, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá và trường tiểu học Mạc Đỉnh Chi, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá vào chiều ngày 15 tháng 11. Theo báo cáo, tính đến 8 giờ 4 phút ngày 16 tháng 11, tổng số học sinh bị ngộ độc là 87 em, trong đó trường tiểu học Trần Văn Ơn có 56 trường hợp, trường tiểu học Mạc Đình Chi có 31 trường hợp, tổng số trường hợp nhập viện điều trị là 78, còn 9 trường hợp nhẹ là điều trị tại nhà. Cũng theo báo cáo, nơi cung cấp thức ăn cho hai trường này là cơ sở nấu ăn CT ở phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá. Các cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc để điều tra làm rõ nguyên nhân. Trước đó chiều ngày 15 tháng 11, bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang tiếp nhận hơn 78 học sinh tiểu học, trung học cơ sở có triệu chứng đau bụng, ói do ngộ độc thực phẩm. Qua chẩn đoán ban đầu, nghi nhóm học sinh bị ngộ độc thực phẩm trong trường, bệnh viện đã yêu cầu nhà trường niêm phong toàn bộ thức ăn chờ cơ quan chức năng kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân. Bà Nguyễn Thị Hồng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang cho biết, liên quan tới vụ gần 80 học sinh ba trường tiểu học nhập viện sau bữa ăn trưa nghi ngộ độc thực phẩm, các trường này tạm thời dừng việc dạy bán trú các trường thông báo đến phụ huynh để chuyển sang học hai buổi tạm thời. Tại buổi họp báo định kỳ của tỉnh Kiên Giang chiều ngày 16 tháng 11, ông Đặng Văn Bình, Phó Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Sở Y tế Kiên Giang cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, có 87 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó 78 học sinh điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang, trường Mạc Đĩnh Chi có 31 em, trường Trần Văn Ơn có 47 em, 9 học sinh triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà. Theo thông tin ban đầu, Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm nhận được thông tin về việc học sinh bị nôn ói, đau bụng sau bữa ăn trưa tại trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi, phường Rạch Sỏi và trường tiểu học Trần Văn Ơn, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá. Thức ăn các em ăn bao gồm canh chua, có bắp cải, đậu bắp, khóm, cá chả, thịt heo kho khìa, cơm trắng, mít, mì tươi nấu rau củ. Sau khi vụ việc xảy ra, Tri cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Rạch Giá, Trạm Y tế phường Vĩnh Lợi, Trạm Y tế phường Rạch Sỏi điều tra và lấy 10 mẫu lưu tại hai trường nói trên. Ông Bình cho biết, Tri cục đã gửi mẫu đến Trung tâm kiểm nghiệm ở thành phố Cần Thơ và hiện đang chờ kết quả. Chia sẻ thêm về vụ việc, bà Nguyễn Thị Hồng Linh cho biết, đến thời điểm hiện tại, ngoài các em học sinh ở hai trường tiểu học Trần Văn Ơn và Mạc Đĩnh Chi, còn có thêm học sinh ở trường Lê Văn Tám. Liên quan đến vụ học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm hàng loạt, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá đã đình chỉ hoạt động của cơ sở cung cấp thức ăn cho ba trường tiểu học và tổ chức đoàn đến kiểm tra những công việc chuyên môn của cơ sở nấu ăn. Bà Linh thông tin, trước đó vào tháng 9 năm 2023 đã có đoàn đến kiểm tra, cơ sở này cơ bản không xảy ra vi phạm gì lớn. Đoàn sau đó nhắc nhở một số nội dung, đề nghị cơ sở thực hiện nghiêm việc lưu mẫu, trang bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá, trên cơ sở các dịch vụ cung cấp suất ăn đã được cơ quan chức năng thẩm định, đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì từng trường sẽ thực hiện ký với các cơ sở chứ không phải phòng giáo dục và đào tạo thành phố. Thời gian gần đây, tại các cơ sở giáo dục trong cả nước đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm với số lượng lớn nạn nhân lên đến hàng chục người. Đây được coi là hồi chuông cảnh báo với các trường học Điển hình gần đây nhất là vụ 20 em học sinh trường tiểu học Việt Chu, xã Thống Nhất, Hạ Lang, Cao Bằng đã bị ngộ độc sau khi ăn kẹo và nước ngọt mua trước cổng trường. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra việc khoảng 20 học sinh tiểu học bị ngộ độc thực phẩm do uống nước đóng gói và kẹo được bán trước cổng trường. Cụ thể, trong giờ ra chơi, khoảng 20 học sinh trường tiểu học Việt Chu xã Thống Nhất ra mua kẹo, nước đóng gói trước cổng trường để ăn uống. Ngày sau đó, các em có triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng. Nhận được thông tin, thế cô và cán bộ y tế của trường đã đưa các em đến trung tâm y tế huyện Hạ Lang để cấp cứu. Theo bác sĩ Nguyễn Quyết Tiến, giám đốc trung tâm y tế huyện Hạ Lang, hầu hết học sinh bị ngộ độc đã ổn định sức khỏe trở về nhà, còn 5 học sinh đang nằm tại trung tâm y tế huyện để tiếp tục theo dõi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đoàn công tác liên ngành huyện Hạ Lang đã lấy mẫu sản phẩm kẹo, nước đóng gói gửi ngành chức năng liên quan thực hiện xét nghiệm làm rõ nguyên nhân. Theo bác sĩ Đàm Văn Phó, Phó giám đốc trung tâm y tế huyện Hạ Lang, ngay trong chiều nay, trung tâm y tế đã thực hiện kiểm tra số sản phẩm kẹo và thạch siro rô dừa tại cơ sở kinh doanh tại cổng trường các em học sinh đã mua ăn. Đây chỉ là vụ điển hình trong các ca ngộ độc thực phẩm tập thể. Trước đó vào cuối tháng 3 vừa qua, hơn 50 học sinh trường tiểu học Kim Giang Thanh Xuân Hà Nội có các biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau chuyến dã ngoại. Sự việc xảy ra tại trường tiểu học Kim Giang Thanh Xuân Hà Nội, tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi tham quan tại nông trại giáo dục cánh buồm xanh tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm Hà Nội. Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Món ăn gồm có cơm rang, gà, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh quy. Tuy nhiên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc khi hơn 50 học sinh khối 2 bị ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện. Theo đó, các học sinh vào viện trong tình trạng nôn nhiều, đau bụng, mệt, một số học sinh có ỉa chảy, sốt. Tất cả 38 bệnh nhi đều có tình trạng mất nước, 70% rối loạn điện giải các mức độ. Dưới sự điều hành và thăm khám trực tiếp của tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, giám đốc trung tâm nhi khoa Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc và các bác sĩ điều dưỡng của trung tâm nhi khoa bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành cấp cứu nhanh chóng, kịp thời cho toàn bộ số bệnh nhi được chuyển đến với chẩn đoán mất nước, một số có rối loạn điện giải. Tuy mức độ của từng bệnh nhi, các bác sĩ đã có chỉ định bù dịch kịp thời và theo dõi ngộ độc thực phẩm. Đến 21 giờ cùng ngày, tất cả các bệnh nhi đã ổn định về mặt huyết động, điện giải, tình trạng nôn giảm. Tuy nhiên, một số bệnh nhi có hiện tượng tiêu chảy nhiều hơn, một số cháu có xuất hiện sốt, các bác sĩ của trung tâm đã điều trị, đánh giá lại bệnh nhân và cho về trong đêm 10 trường hợp. Sáng sớm cùng ngày, thêm 5 trường hợp xuất viện trong tình trạng ổn định. Ngộ độc thực phẩm không chỉ xảy ra với số lượng hàng chục người mà còn xảy ra với số lượng lên đến hàng trăm bệnh nhân. Đây như một lời cảnh tỉnh về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Vào khoảng cuối năm 2022, hơn 650 học sinh của trường iSchool Nha Trang bị ngộ độc vì món cánh gà chiên. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có khoảng 650 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của trường hội nhập quốc tế iSchool Nha Trang đã ngộ độc thực phẩm. Đại diện trường iSchool Nha Trang cho biết, các thực phẩm tổ chức bán chú của trường được lưu mẫu tại bếp ăn bán chú theo quy định. Sau khi xảy ra sự việc trên, trường đã phối hợp với Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Sở Y tế Khánh Hòa để lấy mẫu kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân. Nhận định ban đầu là các cháu bị ngộ độc thực phẩm do nhiễm vi khuẩn Salmonella hoặc có thể ngộ độc do hóa chất, chất bảo quản, thuốc trừ sâu. Chia sẻ về vấn đề ngộ độc tập thể, bác sĩ Nguyễn Văn Thường, khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết, Ngộ độc thực phẩm là tình trạng nhiều người gặp phải, có thể gây mất nước, trụy mạch hoặc nhiều biến chứng nguy hiểm khác nếu không được xử trí nhanh và đúng. Ngộ độc thức ăn hay còn gọi là ngộ độc thực phẩm, mà dân gian hay đông y người ta gọi là trúng thực. Cái nguyên nhân gây ra ngộ độc thức ăn thường là do vi khuẩn, virus hoặc là độc tố của vi khuẩn virus hoặc là hóa chất mà còn tồn dư ở trong cái thực phẩm thì gây ra ngộ độc gan. Và khi bị ngộ độc thức ăn thì triệu chứng bắt đầu xuất hiện từ khoảng 30 phút sau ăn hoặc là có thể kéo dài cái thời gian đến trước 24 giờ sau ăn. À, triệu chứng của ngộ độc thức ăn thì gồm có thường người ta vẫn nói nhiều đến bốn mô tả bốn triệu chứng chính. Triệu chứng đầu tiên là triệu chứng khó chịu ở bụng, buồn nôn và nôn chớ nhiều, nôn ói nhiều. Thì cái mức độ nôn chớ, nôn ói của trẻ em nó phụ thuộc vào một là thể trạng của trẻ, thứ hai là phụ thuộc vào cái mức độ ngộ độc. Nhưng mà thứ nhất là nôn ói rất dữ dội, nôn ói nhiều, và nó nói dẫn đến tình trạng trẻ mất nước có thể rối loạn điện giải hoặc là xỉu hoặc là vã mồ hôi lạnh thì đây là những cái triệu chứng đầu tiên của cái 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 ngộ độc thức ăn cái triệu chứng thứ hai mà người ta nói đến đây là triệu chứng tiêu chảy thì thông thường sau nó nói thì trẻ em sẽ xuất hiện tiêu chảy tiêu chảy thông thường thì tiêu chảy rất dữ dội tiêu chảy nhiều lần tiêu chảy nhiều nước kèm với tiêu chảy thì trẻ có sôi bụng có trướng bụng và dẫn đến mệt mỏi và tiêu chảy cũng gây mất nước gây rối loạn điện giải thậm chí là gây sốc cái triệu chứng thứ ba mà trong ngộ độc thức ăn người ta nói đến đấy là cái triệu chứng mà sốt. Thì trẻ có thể có những trẻ bị ngộ độc thức ăn sốt rất cao, 39 độ. Sốt thì là một phản ứng có lợi của cơ thể thôi. Cái phản ứng là do khi mà bị uh, nhiễm độc, nhiễm, khi nhiễm vi khuẩn, virus rồi là hóa chất hoặc là nội độc tố thì cứ dẫn đến cơ thể phản ứng lại bằng sốt. Sốt để ngăn chặn cái sự phát triển, cái sự uh, lưu thông của vi khuẩn, virus và cái triệu chứng cuối cùng trong ngộ độc thức ăn là người ta nói nhiều triệu chứng đau đầu thì bệnh nhân nhiều bệnh nhân đau đầu rất nhiều đau đầu có rất nhiều nguyên nhân có thể cái nguyên nhân mà do chính độc tố cũng có thể cái nguyên nhân mà trẻ nôn chớ nhiều trẻ đi tiêu chảy nhiều có thể dẫn đến đau đầu trẻ đau đầu cái mức độ đau đầu thế nào cũng tùy cái thể trạng của từng trẻ thì việc đầu tiên mà khi phát hiện ra trẻ ngộ độc thức ăn thì chúng ta phải làm làm sao mà thải trừ được cái chất độc ra khỏi cơ thể càng nhanh càng tốt giảm hấp thu với lại cái chất độc bằng cách là chúng ta có thể gây nôn chớ ở trẻ và nhưng mà trong quá trình gây nôn chớ thì chúng ta phải hết sức chú ý không thì trẻ sẽ bị sặc lại chính cái thức ăn gây nôn chớ cho trẻ đấy. Chịu cái việc thứ hai mà chúng ta cần làm là phải bù đủ nước và điện giải cho trẻ tốt nhất là sử dụng ozone cho trẻ uống và nếu trẻ mức độ nặng nữa thì chúng ta phải đưa đến bệnh viện cơ sở y tế gần nhất các bác sĩ sẽ xác định có thể cho trẻ sẽ uống những cái như là than hoạt hoặc là bổ sung dịch bằng đường chuyên hoặc là uống cái các cái loại men vi sinh để tùy theo tình hình mức độ của trẻ mà có thể xử lý. Qua các trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo nhà trường và gia đình nên tuyên truyền giáo dục học sinh không nên ăn kẹo không rõ nguồn gốc, nhãn mắc ở cổng trường. Các cơ quan liên ngành cần tăng cường kiểm tra nguồn gốc thực phẩm ở khu vực cổng trường để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Khi trẻ có các biểu hiện ngộ độc như đau bụng, nôn nói, gia đình và nhà trường nên chủ động đưa các em đi kiểm tra sức khỏe, tránh trường hợp ngộ độc nặng